chào các bố mẹ và các bạn. Hen phế quản, ho, khò khè hay hen phế quản là một trong những cái bệnh lý rất là hay gặp ở em bé của mình. Và ước tính là chiếm từ 8 đến 10% cái tỷ lệ em bé có, tức là có nghĩa là cứ 8 đến 10 em bé sinh, 100 em bé sinh ra thì có khoảng 8 đến 10 em bé là có cái biểu hiện ho, khò khè và hen phế quản. Và cái việc mà chăm sóc một em bé bị hen phế quản nó sẽ khác với các việc chăm sóc một em bé bị viêm phế quản rất là nhiều. Bởi vì viêm phế quản các bạn chỉ cần điều trị một đợt, còn hen phế quản thì các bạn sẽ cần phải có một cái chiến lược gọi là điều trị dự phòng. Bởi thế cho nên là bác sĩ Hương trong cái làm cái thiết kế một cái khóa học về chăm sóc em bé ho, khò khè và hen phế quản với ước muốn, mong muốn là chia sẻ những cái kiến thức để đến với các bố mẹ, để các bố mẹ nhận biết được là khi nào em bé bị hen và khi nào em bé bị hen thì cần phải xử trí như thế nào, cần phải có cái chiến lược điều trị như thế nào để giúp cho em bé của chúng ta không bị tái đi tái lại. Và một cái điều mà bác sĩ Hương mong muốn đó là gì? Khi mà các chúng ta điều trị dự phòng cho em bé thì có nghĩa là chúng ta đã bảo vệ, duy trì được cái lá phổi khỏe của các con. Tại sao lại như vậy? Bởi vì bác sĩ Hương đã thấy rằng là khi mà bác sĩ Hương gặp những cái em bé đến khám với mình khi mà em bé đã lớn rồi, tức là lúc đó cái chức năng phổi của em bé rất là kém. Tức là khi đó có nghĩa là tổn thương về mặt cấu trúc rồi, em bé không phục hồi được và điều đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của em bé sau này. Bởi vậy nên bác sĩ Hương rất mong muốn cái khóa học này được lan tỏa đến càng nhiều bố mẹ càng tốt. Xin cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào bố mẹ và các bạn. Dị ứng sữa là một trong những cái nhóm bệnh cũng khá là gặp, hay gặp ở các em bé. Và người ta ước tính rằng có khoảng từ 2 đến 4% em bé có tỷ lệ bị dị ứng sữa. Và dị ứng sữa đôi khi có những cái phản ứng rất rất là nguy hiểm mà bố mẹ chúng ta không biết đến. Bởi thế cho nên là bác sĩ Hương đã set up, đã xây dựng ra cái khóa học chăm sóc em bé dị ứng sữa với mong muốn chia sẻ các kiến thức giúp cho các bố mẹ hiểu được lý do tại sao em bé bị dị ứng sữa, hiểu được là khi mà em bé bị dị ứng sữa thì các bố mẹ cần phải làm gì và cần phải lựa chọn sữa cho em bé như thế nào sao cho phù hợp. Bởi vì sữa là gần, nó là thức ăn duy nhất khi mà em bé mới ra đời, điều đó rất là quan trọng trong cái quá trình chăm sóc, quá trình phát triển và trưởng thành của em bé. Vì thế cho nên cái khóa học này sẽ giúp cho các bố mẹ một cách tổng thể nhất về cái quá trình chăm sóc em bé bị dị ứng sữa. Mời các bạn đón xem cái quá trình này nhé. Cái quá trình khóa học sẽ bắt đầu sau đây. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.